quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hỏa Thủ. Tập 1. Em đợi đã được có đi mà. Nghe anh nói, để anh giải thích cho em hiểu. Giải thích cái gì mà giải thích? Anh tránh ra đi, đừng có đụng vô tôi. Anh sai, anh biết. Anh xin lỗi em có được không? Xin lỗi hả? Thời gian qua tôi mắt nhắm mắt mở. Tôi chịu đựng là vì con, vì gia đình của mình thôi. Nhưng em cũng biết rõ là anh yêu con và yêu gia đình cỡ nào mà. Bớt xạo đi. Nếu mà anh yêu con, yêu gia đình mình á, thì anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Ba mẹ, nè, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Không được. Ngày mai tôi sẽ ly hôn với anh. Tôi sẽ đưa con đi sống nơi khác. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Anh làm ơn đi đi. Biến ngay anh đi. Anh đi. Đi đi. Nè, chúng tôi ta bình tĩnh nói chuyện rồi. Đi nè, anh đi em đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh sẽ không bao giờ đi đâu đi. Hết. Đừng nói nữa. Nè. Đi đi. Đi lẹ đi. Đi đi. Đi đi. Thôi bà, chuyện bà... Anh đừng nói gì nữa hết. Đừng nói bất cứ điều gì với con hết. Đi đi. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi, bình tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Con đi dọn đồ đi. Chỉ lấy những đồ cần thiết thôi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ba mẹ cãi nhau vì chuyện gì vậy? Hay là ba có người khác? Con cũng biết chuyện này là chuyện cá nhân của ba. Nhưng mà con xin ba đó. Ba hãy bỏ người phụ nữ kia đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Được không ba? Ba không hề có người khác. Nếu mà ba không có người khác, tại sao mẹ lại đòi chia tay? Dù ba có quay lại thì mẹ cũng không thể chấp nhận ba. Mẹ của con vẫn còn rất yêu ba. Con cũng yêu ba rất nhiều nữa. Dù thế nào, con với mẹ cũng sẽ tha thứ cho ba hết mà. Nghe ba. Ba cũng yêu mẹ, nhưng chúng ta không thể quay lại như trước nữa. Sao vậy ba? Tại sao vậy? Ba vẫn còn chuyện gì giấu con có phải không? Ba à,
ba nói đi mà. Nói con nghe đi nha ba. Bà nói con nghe đi nha. Chỉ còn quá khứ rơi rớt lại với cuộc đời mông lung đơn độc chênh vênh và đau khổ rối bời, không thấy lối ra, không còn anh, không còn ai. Còn lại đi mỗi mình em, cô đơn với ước mơ đã vỡ tan tành. Mơ ước thật đẹp đẽ nhưng rồi cũng bay đi mất, bay đi như làn gió không để lại dấu vết. Không có ai, không còn ai, đều thuộc về mình, bỗng tan biến. Chỉ còn biết chờ, người đã rời đi. Ngồi đau lòng, nhìn theo bóng hình, không hề biết sao bao lâu nữa. Những điều mất đi, mới quay trở lại. Ha ha ha!
Xin lỗi nha, tôi xin phép chụp tấm hình được không? Đẹp lắm. Rồi bây giờ cô mỉm cười lên một chút đi. Cô đẹp lắm luôn đó. Thêm một tấm nữa nha. Chắc là được rồi đó. Thành thật xin lỗi. Cảm ơn cô nhiều. Không sao đâu. Tên tôi là Thớp, thợ chụp hình. Dạ. Cô dâu hôm nay đúng là đẹp thật đó. Ghen tị với chú rể quá. Tôi không phải cô dâu ngày hôm nay. Vậy cô dâu là ai vậy? Cô dâu chú rể đến rồi đây. Đúng rồi. Dạ xin chào. Gina ơi, đây là thợ chụp ảnh của mình nè. Cậu Fit á. Dạ chào chị. Còn có cậu Thóp nữa nha. Xin chào hai cậu. Dạ xin chào chị. Vậy bây giờ các chị sửa soạn lại cho thật xinh đẹp vào, rồi chúng ta sẽ chụp hình nha. Đồng ý. Cậu Thớp nè, hôm nay Gina cảm ơn cậu nhiều lắm nghe. Đợi tới khi xong hết tiệc cưới,
Gina xin phép đưa các cậu đi chơi một vòng ở Khoản Kèn. Coi như là lời cảm ơn ha. Vậy thì tuyệt quá rồi. Viết, chúng ta cần nói chuyện lại. Con dâu bữa nay đẹp quá trời luôn. Ngay lập tức. Thích ghê luôn á. Dặm lại chút, dặm lại chút cho đẹp nha. Đẹp quá à. Mọi người dành giá đi. Ghét ghê. Cực xinh luôn. Ê Thốt, nghe mình nói nè Thốt. Thốt à. Nè Thốt. Thốt, cậu không thể bỏ việc được. Sao cậu không nói ngay từ đầu? Cô dâu là BD. BD thì có gì là sai đâu. Mình không chụp. Nghĩ cho kỹ đi Thớp à. Họ là BD thì có gì là sai chứ. Họ có cưỡng bức gì chúng ta đâu. Mình chỉ đến đây để quay phim chụp ảnh thôi. Như vậy là xong việc rồi. Trước tới giờ mình không ủng hộ mấy người này, nên không muốn hợp tác. Được chưa? Trời Thớp à. Nè, mình biết là trong đầu của cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà mình xin cậu đó, giúp mình làm cho xong việc này đi. Nếu mà cậu muốn ở lại á, thì cứ ở lại mà làm đi. Mình đi về đây. Trời ơi Thớp à, chỉ còn có mấy ngày nữa là tới lễ cưới rồi. Nếu như mà mình quỷ là lễ cưới của họ sẽ tan tành đó Thớp à. Đó là vấn đề của mình hay sao? Cậu nói vậy thì tùy ý cậu. Tự mình làm cũng được. Không muốn năn nỉ nữa, đưa đây. Thật lòng xin lỗi cô nha, nhưng mà tôi thật sự có chuyện gấp. Anh có thể thẳng thắn thừa nhận anh là người kỳ thị giới tính thứ ba. Như vậy sẽ đàn ông hơn đó. Tôi nghĩ cô tìm người khác chụp thay sẽ hay hơn đó. Tôi thật sự bận việc rồi, xin lỗi nha. Như vậy mà được gọi là chuyên nghiệp hả? Hành xử như là thợ thực tập vậy. Bạn của anh đã nhận một nửa tiền đặt cọc của chị EB rồi đó. Bây giờ anh lại bỏ ngang xương như vậy, con có được không? Tôi sẽ trả lại hết cho cô và đền bù lại gấp 10 lần nữa. Vậy cô hài lòng chưa? Tốt. Trẻ trâu không chịu lớn. Cô nói cái gì? Nếu như mà anh thật sự chuyên nghiệp thì anh sẽ làm theo mọi yêu cầu từ phía khách hàng, chứ không phải là chạy trốn vấn đề giống như anh vừa mới làm. Chỉ dùng tiền để xử lý vấn đề thì anh sẽ chạy trốn vấn đề cả đời này không giải quyết được gì. Tôi không biết là anh đã từng gặp phải những trải nghiệm không vui gì trong đời mình, nhưng mà tôi xin anh biết phân biệt vấn đề một chút. Đừng có giơ đũa cả nắm như vậy. Chị gái của tôi là người rất hiền lành tốt bụng, và đây là tình yêu đích thực của cuộc đời chị ấy, cho nên mới quyết định lấy anh ấy. Từ nhỏ chị của tôi đã ước mơ được mặc áo cô dâu trong đám cưới giống như là những người khác, được chụp ảnh cưới treo lên tường. Nhưng bây giờ anh lại quỷ hoại hết ước mơ của chị ấy như vậy. Nếu như anh muốn đi về thì anh cứ về đi. Nhưng mà tôi xin anh đó, anh đừng có kỳ thị BD như vậy. Nếu như chị của tôi được lựa chọn thì chị ấy sẽ chọn được sinh ra làm con gái. Đi mà chị. Ê nè 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 Bém. Cậu Phiết. Cậu Phiết. Ê, cậu Phiết đến rồi. Còn cậu Thóp đâu? Chuyện là tôi phải nói lời xin lỗi với cô China rồi. Hả? Xin lỗi chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Thì tôi sẵn sàng là luôn. Cậu Thớp, chúng ta bắt đầu chụp đi. Được. Đi. Đi thôi, đi thôi. Đi lẹ lên đi, còn chở gì nữa. Đi cái tự nhiên chậm chạp quá đi à. Đi thôi mấy bà, đi.
Ý. Dạ đây, của cô đây. Cảm ơn cô. Nè Thóc à, mình đi vệ sinh cái đã. Ê, thằng này. Nè anh Viết à, tôi chịu hết nổi rồi. Anh Viết à. Anh à. Nè. Anh không nghe thấy hả? Cô cũng thấy tôi đeo tai nghe mà. Tiếng nhạc dễ nghe hơn là tiếng của cô đó. Nè, tôi không có thời gian để nói chuyện vô bổ với anh đâu. Tôi chỉ đến nói với anh á, là ở đây phòng nghỉ bao gồm cả ăn sáng rồi. Còn bữa trưa và bữa tối á, thì anh có thể tự thu xếp ăn ở ngoài. Hay là anh muốn tôi cử người tới đón anh đi ăn thì cũng được luôn. Vậy tôi xin... Tôi nghĩ là anh tự thu xếp ăn ở ngoài thì sẽ tiện hơn. À, còn cái khung ảnh mà tôi đặt ở chỗ anh, khi nào xong thì anh báo một tiếng, tôi sẽ lấy để đặt trong tiệc cưới. À còn nữa, vào ngày đám cưới tôi sẽ cử người tới đây đón anh. Cố gắng đúng giờ đó nha, mình chuyên nghiệp mà. Chờ đã. Chuyện gì? Tai nghe. Chờ một chút. Lại gì nữa? Khóa phòng. Tò mò chút nha. Sao anh lại quyết định nhận công việc này vậy? Bây giờ coi như là tôi xin. Đây là quà mừng cưới đặc biệt dành riêng cho cô dâu đây nè. Kim căng da, căng 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 chấm một cái, rồi dùng tay ha, thoa khắp khuôn mặt. Thoa vậy nè, lúc thoa phải niệm Phật 3 lần. Nói thiệt, không có giỡn nghe. Niệm Phật 3 lần rồi sau đó nói: chồng yêu em, chồng chiều em, đêm nay 2 lần, đêm nay 3 lần, gấp đôi. Quý sứ ha. Khoái chí ra mặt luôn ha. Ê, khoan Kina, chú rể chuẩn bị tiền sinh lễ nhiều vậy mày. Chứ Diễm, chứ cũng biết Bon chính là nhân viên văn phòng bình thường thôi à. Tiền lương tháng của anh ấy cũng không cao, nên tiền tiết kiệm còn chưa tới 10.000 baht nữa. Ê, đừng có nói là em cũng có bó thêm vào một chút, vì dù gì cũng vợ chồng mà, kiểu gì cũng xài tiền chung mà. Nói cũng đúng ha. Con rồi gom chung mất có nhiều không con? Phải gom chung để được nhiều chứ. Đừng có để mất mặt á, hỏi các nàng tiên mẹ. Rồi á, mẹ sẽ đi thông báo. Báo thế nào, báo thế nào? Thông báo từ mẹ của con gái. Dạ. Con gái đi lấy chồng. Chú rể chở sinh lễ tới bằng xe tải. Dạ. Rồi được nhiều không con? Thì China bán hàng gom góp cũng được 200.000 baht á. Còn ôm cũng đem tiền dự định để mở quán góp vô luôn, nên cũng thêm được 300.000.
cũng nhiều quá ha, tới 500.000 lận á. Vậy cũng nhiều á. Ê, nhưng mà chế nghĩ nếu chúng ta thêm tầm 50-40 chỉ vàng á, trời, xuất sắc á. Để coi tính nè. Chế à? Cởi đi, ở trên cổ đó. Sao? Chế nói nếu có thì sẽ xuất sắc, bà vậy thì cởi đi. Ôi, bớt giỡn đi ha, này là gia tài cuối cùng mà chế giữ lại được trước khi bị chồng bỏ đó. Chế nói rõ ràng rồi mà, có vàng là sẽ xuất sắc. Đúng không? Thì... vậy thì cởi đi. Cởi đi. Cởi nè. Chị Na, chế thương chị Na lắm á. Công việc nhớ trả lời nha cưng. Chứ chịm. Vỗ tay đi còn chờ cái gì nữa. Vỗ tay. Dễ thương. Mượn là mượn, cho là cho, xin là xin. Lúc gốc nói thẳng, cầm đi nè, dù sao cũng sẽ trả mà, có đúng vậy không? Dễ thương, dễ thương. Cởi luôn đi mẹ. Bộ tính không cởi hả? What? Mẹ đâu có phải khó khăn gì đâu con. Dù là vàng dây chuyền hay là những là gan là thận là ruột gì á cũng cho hết. Thôi đi mẹ, chỉ lấy vàng thôi à. Ôi trời, tự thuộc luôn nè. Hình như nó biết trước á. Nè, mẹ cho khoan. Đó, cầm đi con. Ê, trời ơi, còn chiếc nhẫn nữa mà. Cái này không tháo sao được. Sao vậy? Nó chợt. Ê, nó xạo không à. Nó lỏng le gì mà nó chặt gì hả? Một chơi tay to sao? Nè, cầm đi, của em đó. Quỷ. Chị Na cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ê, khoan đã. Đừng có vội cảm ơn. Bởi vì chưa tới màn diễn cuối cùng đâu. Màn diễn cuối cùng là gì? Ôm à, ông định dẫn chị đi đâu vậy? Trời sẽ biết mà. Chị China, bạn bè dành bất ngờ cho chị đó. Bất ngờ chưa? Đừng cứ nói là mình diễn kịch nha. Nè, đây là món quà đầu tiên mà ba mình mua cho mình á. Nhưng mình cho cậu đó China. Nè, mình không thể nhận nó được đâu. Nè, mình biết là các bạn cũng không có nhiều tiền gì, mà nói thật ra cũng chỉ là tiền sính lễ thôi à. Nè má, cầm đi. Dù cho mình thất nghiệp, tất cả gia tài mình có, mình cũng cho cậu được. Ôi, trời ơi, có kìa. Trời ơi. Nhận đi. Nói thật ra động quá à. Chỉ cần mấy bạn tới dự đám cưới của China là China cảm động lắm rồi đó. China không muốn nhận tiền mừng hay là dòng vàng của mấy bạn đâu. Mình biết ai ở đây cũng khó khăn hết á. Ôm thì cũng đang tính mở quán kinh doanh, còn mấy bạn thì cũng phải đang gom góp tiền để gây dựng lại từ đầu. China còn tính sẽ dùng toàn bộ tiền vàng mừng cưới của mọi người cho chia cho các bạn để làm tiền vốn xây dựng lại một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Chị Na thật sự không nhận được. Chị Na, giờ cũng lỡ rồi, chế mày chơi hết mình cho sạch luôn, để cho mọi người từ làng trên xóm dưới phải ngưỡng mộ đám cưới của chị Na. Ý, mình nghĩ chiếc nhẫn trái tim này hợp với cậu hơn. Nè, nhẫn kim cương nha. Cho cậu đó China. Mẹ cũng không chịu thua ai đâu nha. Nó đây nè, món cuối cùng đó. Wow. Ôi, đây cho chị đó, mắc lắm đó nghe, mắc dữ lắm á. Ôi thương quá đi mẹ. Mọi người ai cũng thương chị China. China cũng thương mọi người nhiều lắm.
ôm cái. Chúc mừng cô Na nha. Hạnh phúc nha. Vui luôn á. Tìm ai vậy? Anh tới tìm China đó. Tới tìm chị của ôm. Có việc gì thì nói cho rõ ràng đi. Là một việc rất là trọng đại. Cuộc đời anh nếu như không có China, anh sẽ không thể nào sống nổi đâu. Giờ tính sao để chế diễm? Có cho qua hay không? Để hỏi coi là có thể làm được những gì nè. Tôi chơi đá bóng rất giỏi. Đá bóng giỏi thôi hả? Còn giỏi nào khác nữa không? Tôi nấu ăn cũng rất là ngon đó. Ai ở đây cũng có thể nấu ăn ngon được hết á. Còn gì giỏi hơn nữa không nè? Của tôi bự dữ lắm. Cơ tay tôi bự nè, thấy không? Lại còn nhảy giỏi nữa đó nha mấy cô. Nếu như không tin á, để tôi nhảy cho coi ha. Nhạc lên mấy cưng. Ôi, đúng là bự thiệt ha. Đúng là đỉnh ghê luôn. Được rồi. Phơi sắp khô người rồi nè. Cho qua được rồi đó. Được rồi. Vì thấy cậu giỏi giang vậy nên chứ chuyển cho qua đó. Qua đi. Xin lỗi cô. Cô làm vướng víu chỗ người ta làm việc quá. Tới tìm ai vậy? Tới gặp China. Tới tìm ai thì tự gọi đi. China ơi, anh tới rồi nè. Nè mẹ, nghe tiếng gì không? Tiếng gì á? Nghe không? Có nghe gì đâu cô, giống tiếng gì nó vô vô. Trời ơi cậu à, muốn tới gặp cô dâu thì phải nói to lên. Nói nhỏ như vậy lúc cấp tôi không có cho qua đâu. China ơi, anh yêu China nhất trên đời luôn đó. Trời ơi, dẻo miệng vậy á, làm chồng mẹ luôn đi con. Chồng của con mà. Xin lỗi cậu nghe, cô dâu nhà tôi phải nói là hoa khôi xinh đẹp nhất của xóm này. Không lép vế trước ai đâu nghe. Vậy nên chúng tôi muốn được xem số tiền vàng sính lễ để coi nó có xứng với vẻ đẹp của cô dâu hay không đó. Dạ được. Vẫn còn đủ. Là vàng thật. Qua cửa. Nói với cô dâu đi, nói đi. Cô dâu à, chú rể tới rồi, làm ơn ra đón giùm đi. Rồi. Cô dâu tới rồi mọi người ơi, mọi người. Ôi đẹp. Con đen đẹp lắm China. Trời đất ơi, chú rể khen đẹp lắm luôn kìa mấy má. Đẹp lắm. Trời ơi, xuống sắc lắm. Đẹp thật đó.
hôn đi, 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 hôn đi. Xong rồi lên trên đi mọi người ơi, mọi người đi thôi, đi thôi, em xin lễ lên trên đi, em đây nhanh lên, đi thôi, đi thôi, cẩn thận một chút đi nha, đi lên, đi lên. Xin lỗi anh nha, anh còn đứng tạo dáng lâu hay không? Ở trên kia sắp bắt đầu rồi đó nè, từ từ bà. Kính thưa tất cả anh chị em trong làng sớm, bây giờ đã tới giờ lành để tiến hành nghi lễ. Chúng ta đều là những người quen thân thiết, chắc cũng chẳng cần phải lễ lạc cầu kỳ gì hết. Bởi vì chú rể đây á rất đúng, yêu cô dâu, cho nên mới mang tới số tiền sinh lễ lớn tới nỗi 500 ngàn. Và chưa dừng lại ở đây đâu nha, còn cả dây chuyền và nhẫn nữa. Tổng cộng số vàng ở đây á cũng khoảng 40 chỉ lận. 40 chỉ lần đó. Và cộng tất cả số tiền mặt ở đây thì tổng giá trị sinh lễ sẽ rơi vào khoảng 1 triệu lần đó. À, giờ thì chú rể hãy đem sính lễ này tặng cho đại diện phía nhà gái đi con. Dạ. Được đó. Dạ cái bụng trứng luôn má ơi. Phải thành tâm nha con. Coi kìa. Trời ơi, đẹp, đẹp quá trời đẹp luôn à. Lại. Ôi, con chặt chặt nha. Thấy con chặt chặt. Ừ. Rồi rồi, dắt dắt lên phòng gấp đi. Ôi trời ơi, nặng quá, thật giảm nặng quá, cũng nặng. Đây nhớ con, đợi xong tiệc rồi mẹ tới đón. Bản quyền phim Phun Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hỏa Thủ.